Chào anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em cái phiên bản mới nhất mình vừa phát hiện và đặt hàng được cái mẫu mới này. Có thể là điều chỉnh được cái lượng gió vô trong cái xe của anh em tùy theo anh em thích là như thế nào luôn, tùy ý chứ không phải như ngày xưa mà nó bị cố định. Thì anh em thấy là đây mình có thể là điều chỉnh lượng gió rồi này, có thể dặn ga dặn vô được là gió vô nhiều gió ít, cho nên là rất thoải mái chứ không phải như nó không hạn chế như cái dòi xe đạp ngày xưa. Thì em thấy đây cũng là cái phiên bản rất là ok. Đây, ngày xưa đầu tiên thì mình đặt người ta làm là cái màu vàng nè, nhưng mà mình thấy cái màu vàng này thì nó hầu như mình không có thấy được lượng gió vô, mình không thấy, cho nên là mình đợt sau là mình kêu nó nhà sản xuất nó làm lại cái màu trắng cho mình, màu trắng cho mình thấy cái viên đạn và cái lò xo trong này nè, nó ok hơn. Phiên bản đầu thì mình đặt cho mình không có dặn kỹ cho nên nó làm rất là ngắn, cho nên mình phải chế lại cực khổ lắm. Đây rồi mình sẵn tiện mình cũng cho anh em thấy là mình nói đôi khi anh em có thể không tin là có thể mình mua này nọ ở đây, cho anh em thấy là cái mẫu hàng đó nó gì. Đây thì anh em thấy là cái mẫu hàng của cái công ty đó, cái công ty mà mình đặt đó, công ty nhựa đó, là người ta chỉ sản xuất cái vòi như vậy thôi ha. Đó, chỉ có hai chia gì nè nó rồi sao. Rồi cho anh em thấy luôn, có anh em nào muốn mua được thì anh em cứ dựng mua đây ha. Mừ bể cá không đường kính không khí van điều chỉnh gì đó, nó dài dòng sọc luôn nhé. Anh em thấy không, 10 cái mà 280.000, anh em thấy rõ ràng không đó, 10 cái 280.000. Rồi có thêm vài vỏ hàng đàng hoàng luôn. Rồi mình cũng liên hệ với cái công ty đó, mình đặt người ta làm cái van y chang gì đi, nhưng mà nó thêm một chia nữa à, nhưng mà không có ngờ thấy trong hình nó dài nhưng mà ra ngoài nó không có dài được, vậy nó có chút xíu siêu nó cũng ngủng vậy. Về nhà mình phải làm thêm cho nó dài được. Đó cái mẫu đầu tiên, rồi mẫu sau thì mình kêu nó làm trắng dài gì đi cho mình dễ. Mình cho anh em xem một mẫu nữa nếu anh em nãy nói nè. Đây anh em thấy nè, thấy không, nó làm toàn là cái có hai chia, nó làm cứ là hai ngánh thôi chứ không có ba ngánh, cho nên là anh em cũng thấy nè, 10 cái nè, không 10 thấy không, 10 cái nè, 10 cái 280.000, đó là một cái là 28.000, mà nó bán nó là mới chỉ có hai chia thôi nha. Rồi anh em mà mình đặt nó làm 4 chia như gì, mình đặt nó làm 4 chia gì, nó làm 3 chia gì, là anh em thấy là giá nó khác xa là anh em. Thì bỏ qua vấn đề đi, nói chung là mình có được là mình mừng rồi, có được là mừng rồi, còn cái vấn đề khác là không quan trọng, có được là mừng. Thì để chứng tỏ là cái hiệu quả của nó mang lại như thế nào thì cho anh em thấy luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ tiến hành lắp trên xe trực tiếp cho anh em xem, để anh em thấy là cái hiệu quả của nó có ok hơn cái dòi xe đạp hay không. Thì mời anh em là anh em mình cùng ra xe để mà lắp ráp ha. Ok. Có đường cạch gì không? Đó còn dán nữa chứ. Đơn giản. Đâu quýt ra mình cắm chạy không thôi, nó chạy không vậy đâu có nổi. Cắm là ghim quá. Rồi thử nha. Đó. Thì mình ngầu ha. Quay chế độ rin ha. Rồi bắt đầu tiến hành. Rồi, quá dễ luôn. Lớn hơn nãy à? Ừ. Nó sẽ cập vừa thôi ha.
cái giải này cái giải giải như bụm nó bụm lại với mặt như là chế độ không có nguyên gốc luôn vậy đó, đâu có đụng chạm đâu mà nó vẫn ngon lành ha. Mặn mới lên liền nghỉ đây ha. Chạy cảm thấy thấy máy nhẹ ha, cảm thấy nhẹ ha. Thêm tí nữa. Xả làm như nó càng xả làm như dư quá, dư quá trời nổ, dư quá muốn tắt. Giờ mình sẽ lấy một cái điểm nào đó là cho chạy lớn nhất là ok nhất. Rồi tiếp theo là mình xả xí cây kim ga này để tím nữa. Cái đó mở là cái này cho trẻ lớn mà. Xiết vô nó cũng nhỏ mà xả quá nó cũng nhỏ, nó chỉ nằm ở một cái điểm lớn nhất nữa thôi. Nó cứ giờ tiếp tục xả nè, qua khỏi cái điểm đó nó cũng vẫn là nhỏ lại, dư gió dư. Giờ là kiếm cái điểm lớn nhất của nó. Từ lúc đó là từ từ đến từ tí luôn vậy. Phải làm cây nhỏ không mà nhỏ quá đâu yên, nhỏ quá nó dữ lắm, nhỏ ép dữ lắm, ép bình thường đúng gió rồi ha. Bụm lên là tắt luôn, bụm lên là tắt luôn. Đang ngọt rồi đó. Bụm nó sẵn nở. Bụm lên là tắt liền. Bụm lên tắt liền. Nó ok đó.
Rồi, cho ngọt sáp rồi. Để ngọt hơn là... Đó, ok đó. Ngọt rất là ngon, nó làm cái bên phạt kìa. Nhưng bên phạt kìa nó phạt rồi. Bên cờ vai thì phạt đấy. Cái cò hẹo vậy rồi. Cò hẹo, cô xéo. Phạt đây. Rồi. Rồi, rồi, tắt đi. Cái hành phạt. Và thì đơn giản chỉ cần đổi cái đầu vít nhọn này thôi. Đây đổi đầu vít nhọn này thôi. Gì xong. Cứng không vừa lên không? Ừ. Lên chứ. Để giấu đây nè, nó sẽ đẹp hơn, ngọt hơn, nó đẹp hơn. Lấy chưa? Đấy. Tôi đang làm nữa. Coi qua màn hình nó không được, không được đẹp. Lấy cây cây cò ra cò mọi người. Má mà cứng lắm. Cứng lắm. Nhắc vô đi để hồi nó nguội không? Không, không nguội. Dặn mấy cái đầu ba này cái chứ. Cầm vào đúng đi. Cầm sẵn. Đút đi đây chứ. Này dây này hình như hơi dài ta. Dài kìa, mình coi chứ. Hình như còn thiếu cái gì đó. Biết mình còn thiếu cái loại này đây. Nó đang đi gốc, mình gốc lên nè. Cho nó một cái vị trí nào cố định luôn ha. Rồi bắt đầu là mình gốc lò ngay được nha. Khỏi gốc vô cỏ đó cũng được, mình gốc đây cũng được ha. Mình bát cái ái vô cái nó cứng nhất à. Đang chủ yếu là để dịnh cái nền nó luôn, cho nó cứng luôn. Việt đó.
loại xe này nó bền dữ lắm. Trời, cũng 50-55 cây đã làm chứ nó lên cái tim. Đó thích cái chiếc này ghê lắm. Lên xị đi cho nữa mà chạy đâu bao nhiêu lần, bao lâu, mấy chục năm rồi. Xe 8 năm rồi đó. Xe hãng Honda rồi nó đã tiết kiệm mình làm nó đỡ. Đó, hồi đó thằng bạn chạy chiếc Alac mà. Ừ. Nó hai chiếc là. Vệ sinh cái bộ lọc gió với kim phun không 500. Vô hãng á. Sao đó kể đi rồi nó ép ra nó đâu có ăn thua gì đâu. Cái này nãy chắc chưa? Cứng ngắt, nó hết chưa lắm. Bữa nãy như em có mấy con gây rút rồi hả? Xong rồi đó. Ra đây gì mà dính gì nhỏ xíu dữ vậy? Quay mà dính nhỏ quá. Thì qua video clip thì anh em thấy làm rất là dễ dàng ha. Thì mong là anh em sẽ tự làm cho mình một chiếc chạy ok. Thì nói chung là anh em có thể chế, nói chung là cái nguyên lý là như thế thôi. Thì anh em có thể chế là nhiều cách chế như thế nào cũng được hết, rất là đơn giản. Còn nếu mà anh em không có điều kiện chế thì cứ alo cho mình hoặc là liên hệ trên Zalo á, 0927 0927 084 300, số Zalo của mình, và số điện thoại thì anh em có thể gọi là 0936684184. Thì ok, thì mong là cái clip trực tiếp đó sẽ chứng minh, anh em thấy là chứng minh được cho cái này là nó rất là ok. Thì mình đã gắn nhiều con rồi chứ không phải là một con. Mình cũng có gửi cho anh em xa gần luôn rồi. Thì mong là anh em hãy tin tưởng và làm theo để cho mà bản thân mình và những người thân của mình được nhẹ lo hơn về tiếng là xăng tăng giá. Ok, thì chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip lần sau. Thì có thể là vài ngày tới thì mình sẽ tranh thủ thời gian, mình sẽ phân tích và giải thích chi tiết cái dồi xe đạp và cái đạn lò xo, cái nào ok hơn và ưu nhược điểm của từ cái cho anh em, nói với anh em hoài mà chưa có thời gian để mà quay clip cho anh em. Thì ok, thì rất là không biết nói gì hơn là cảm ơn anh em đã bỏ thời gian mười mấy phút ra để mà xem cái clip của mình. Thì chúc anh em sức khỏe, thật là nhiều sức khỏe, và làm có sức khỏe để mà theo dõi những clip của mình và để làm cho xe của mình để mà tiết kiệm hơn, tăng thu nhập cho gia đình, mang niềm vui đến cho mọi người. Ok, chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chào, chúc anh em thật nhiều sức khỏe, công việc phát tài.